Hello, xin chào quý vị và các bạn. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để update phiên bản mới trên cái ví cứng Sapan tại địa chỉ m.sapan.io. Rồi, trước hết quý vị hãy truy cập cái địa chỉ website này. Rồi, quý vị chọn vào cái Update này. Quý vị hãy vào cái ví Sapan của quý vị, chọn vào cái phần cài đặt. Chọn tiếp vào cái về chúng tôi. Và tìm đến cái SN, nó là cái mã dãy ký tự. Rồi, sau khi quý vị lấy được cái mã SN này, thì quý vị nhập cái mã SN của cái ví Sapan vào cái ô tìm kiếm phía bên trên. Đó, ví dụ ở đây tôi sẽ nhập vào này. Rồi, tôi chọn vào Search. Ok. Thì ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng là Go Back và Download. Quý vị hãy chọn vào Download để tải cái phiên bản mới cập nhật về. Rồi, quý vị để ý, nó là cái upgrade.bin. Và đây tôi đã tải về cái máy tính. Bước tiếp theo, tôi sẽ kết nối cái ví Sapan với lại cái máy tính để tôi copy cái file upgrade.bin này vào cái thiết bị phần cứng Sapan. Ok. Rồi, thì để kết nối được cái ví Sapan với lại cái máy tính thì quý vị chỉ việc lấy cái dây cắm từ cái máy tính sang cái thiết bị Sapan. Rồi, quý vị chọn đến cái phần cài đặt, tìm đến cái nâng cấp này, chọn ok, chọn tiếp. Đến đây, nó sẽ tự động nhận cái thiết bị Sapan trên cái máy tính. Đó, thì quý vị sẽ thấy một cái ổ cứng mới, nó là cái phần Wallet. Ok chưa? Bây giờ, quý vị hãy vào cái thư mục chứa cái file upgrade.bin để copy nó vào cái ổ Wallet đây. Rồi, tôi đã copy. Copy xong, quý vị trở lại cái ví Sapan. Quý vị chọn vào nâng cấp này, chọn nâng cấp. Ở cái bước này, quý vị hãy nhập cái mã pin. Nhập mã pin xong, quý vị hãy di chuyển đến cái biểu tượng màu xanh tích chữ V ở góc bên dưới cùng bên tay phải. Rồi, và quý vị phải chờ. Quý vị lưu ý, trước khi quý vị thao tác update thì quý vị nên sạc cái ví Sapan cho nó đầy pin lên. Và trong quá trình update này thì quý vị tuyệt đối không được ngắt kết nối thiết bị. Tất nhiên quý vị cũng nên sử dụng cái laptop thì nó có cái pin dự phòng trong những trường hợp quý vị sử dụng cái máy tính để bàn, thường có thể mất điện đột ngột thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái ví. Và quý vị sẽ phải khôi phục lại ví trong cái trường hợp mà bị ngắt điện đột ngột.
quý vị hãy chờ cho cái phần update này nó chạy hết. Ok, vậy là cái phiên bản mới đã được update thành công. Bây giờ quý vị có thể bắt đầu sử dụng. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.